Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của loại rau. Điều gì xác định một loại rau? Cụ thể hơn, một loại rau có thể được định nghĩa là bất kỳ loại cây nào, một phần của chúng được sử dụng làm thực phẩm. Nghĩa phụ sau đó là phần, bộ phận ăn được của một loại cây đó. Một định nghĩa chính xác hơn là bất kỳ bộ phận mà tiêu thụ thức ăn, mà là không phải là một trái cây hoặc hạt giống, nhưng bao gồm trái cây được ăn như một phần của bữa ăn chính trưởng thành. Rau là gì và các ví dụ của nó? Rau thường được phân loại dựa trên bộ phận của cây được sử dụng làm thực phẩm. Các loại rau củ bao gồm củ cải đường, cà rốt, củ cải, khoai lang và củ cải. Các loại rau thân bao gồm măng tây và su hào. Phần đầu hoặc hoa, rau bao gồm atiso, bông cải xanh và súp lơ trắng. Nấm có phải là một loại rau không? Mặc dù nấm được phân loại là rau, nhưng về mặt kỹ thuật, chúng không phải là thực vật, mà là một phần của vương quốc được gọi là nấm. Không có loại rau nào khác có thể làm được điều đó. Tìm loại nấm có hàm lượng vitamin D cao trong cửa hàng tạp hóa của bạn, hay nhất của tất cả nấm, rất là ngon. Các loại rau là gì? Các loại rau, thứ nhất, màu xanh của lá, rau diếp, rau bina và củ cải bạc. Thứ hai, họ cải, bắp cải, súp lơ, cải Brussels, ăn bông cải xanh. Thứ ba, tủy, bí ngô, dưa chuột và bí xanh. Thứ bốn, củ, khoai tây, khoai lang và khoai mỡ. Thứ năm, thân cây ăn được, cần tây và măng tây. Thứ sáu, allium, hành tây, tỏi và hẹ tây. Quả nào là rau? Rất nhiều loại thực phẩm là trái cây, nói một cách thực vật, nhưng có vị mặn hơn là ngọt, thường được các đầu bếp coi là rau. Điều này bao gồm các loại trái cây thực vật như cà tím, ớt chuông và cà chua. Điều gì quan trọng của rau? Rau là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm kali, chất xơ, folate, vitamin E và vitamin C. Chế độ ăn giàu kali có thể giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh. Điều gì xảy ra nếu bạn không ăn rau? Điều gì thực sự xảy ra nếu bạn không ăn rau? Nếu không có rau, bạn sẽ bị rối loạn tiêu hóa như táo bón, chỉ và chứng sao dạ. Còn owi, rau chứa sacculosa, làm tăng trọng lượng phân, giảm quá trình di chuyển và giảm thời gian vận chuyển. Ăn rau hàng ngày có lợi gì? Chế độ ăn nhiều rau và trái cây có thể làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, ngăn ngừa một số loại ung thư, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về mắt và tiêu hóa, đồng thời có tác động tích cực đến lượng đường trong máu, giúp duy trì cảm giác thèm ăn. Điều gì xảy ra nếu tôi ăn nhiều rau? Nó cũng có thể gây ra sự thiếu hụt chất dinh dưỡng. Khi dạ dày của bạn quá bận rộn với việc cố gắng xử lý tất cả những thực vật, nó sẽ không còn khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác mà bạn đang ăn, do đó thiếu hụt. Quá nhiều rau thực sự có thể làm cho thực phẩm khác của bạn kém lành mạnh. Tại sao tôi tăng cân khi ăn rau? Hãy nhớ rằng người lại thay người là chìa khóa. Đó là sự thật rằng trái cây và rau ít năng lượng hơn so với nhiều loại thực phẩm khác, nhưng nó làm có chứa một số calo. Nếu bạn bắt đầu ăn trái cây và rau ngoài những gì bạn thường ăn, bạn đang bổ sung thêm calo và có thể tăng cân. Ăn salad hàng ngày có tốt cho sức khỏe không? Điều quan trọng là ăn nhiều loại trái cây tươi và rau quả với nhiều màu sắc khác nhau càng tốt. Kết hợp chúng trong món salad, bữa vừa dễ vừa ngon, nạp với vitamin và khoáng chất, ăn
ăn một món salad một ngày cũng sẽ làm tăng mức độ chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong máu của bạn. Bác sĩ nói rau gì có hại cho đường ruột của bạn? Bắp cải và anh em họ của nó. Các loại rau họ cải như bông cải xanh và bắp cải có cùng một loại đường làm cho đậu có mùi thơm. Chất xơ cao của chúng cũng có thể khiến chúng khó tiêu hóa. Sẽ dễ đau bụng hơn nếu bạn nấu chín chúng thay vì ăn sống. Ăn rau gì tiêu diệt mỡ bụng? Rau lá xanh đảm bảo chế độ ăn uống của bạn phong phú với nhiều loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và bắp cải. Chúng không chỉ chứa ít calo mà còn nhiều chất xơ, chứa canxi và vitamin C. Tất cả đều giúp thúc đẩy quá trình giảm cân và làm tan mỡ bụng. Nhớ subscribe hay share để xem video kế tiếp. Cảm ơn.